Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trong video ngày hôm nay, em xin giới thiệu tới anh em một sản phẩm đó chính là dàn nóng điều hòa ô tô sử dụng cho dòng xe Nissan. Với cái mẫu mã và cái model đời này thì nó có thể sử dụng được cho 3 đến 4 dòng xe. À, sản phẩm là được sản xuất bởi công ty Baco của Thái Lan à, Với cái mã sản phẩm của nó là PL5096 Và có thể sử dụng được cho dòng xe Lissan Atima Từ đời 2007 và President à, Maxima 2009 Và Lissan Teala 2010 đến 2013 à, Đây là cái mã vạch thì chúng ta cũng không cần quan tâm lắm à, Đây, Made in Thái Lan Với cái dòng à, sản phẩm này thì nó có một đặc điểm khá nổi bật ở một chỗ đó là Cái phin lọc của nó Đây là cái đầu phin lọc này Và cái van áp suất của nó thì sẽ bắt được Bắt phía đuôi như cái dòng C, CX5, anh em có nhìn thấy không ạ Đây, chúng ta tháo con ốc này ra Và chúng ta bắt cái van áp suất ở phía đuôi này Nó là một đặc điểm Khá là giống với cái dòng CX5 Và Madaba nó là một đặc điểm như thế Đây là cái bốn cái chân để chúng ta gài vào chơi. Cái giá ba ba chân ba chân nhựa để chúng ta gài vào cái giá bắt cái giá đỡ rèn nóng trước phía trước két nước đấy ạ và đây là hai cái đầu để chúng ta ra phía bắt bích đã chờ sẵn khi nào chúng ta dùng thì chúng ta sẽ mở ra bởi vì đây là cái bọc để im không cái khí bảo quản cho cái dàn đây là đường phin này đây là đường cao và tất cả các cái sản phẩm thì em cũng đã nói trong rất là nhiều video là ở trong cái hệ thống tản nhiệt này từ két gió, két dầu, két turbo lẫn két dàn nóng, dàn lạnh, dàn sưởi đến 95% à, sản phẩm bây giờ sẽ được sản xuất bằng à, nguyên vật liệu là nhôm à, cao cấp. Đó. Thì à, vừa rồi à, em có vừa giới thiệu sơ qua tới anh em cái sản phẩm đó chính là cái két nước. À quên em xin lỗi cái dàn nóng của xe Nissan. À, cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian xem video của em. Anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm hãy liên hệ với em theo số 0769086333. Hỗ trợ kiểm tra lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh, số liên hệ là 085 6727 222. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.